Người là thí sinh đã đạt danh hiệu Người đẹp truyền thông Miss World Việt Nam 2022 với video clip sở hữu lượng view cao nhất và lan tỏa được thông điệp tốt đẹp đến với cộng đồng. Xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi được biết kết quả. Kính thưa quý vị, thí sinh tiếp theo sẽ vào top 20, cũng chính là thí sinh đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc trong phần thi Head to Head Challenge, chiến thắng danh hiệu Người đẹp bản lĩnh Miss World Việt Nam 2022, đó chính là Nguyễn Thùy Linh, số báo danh 182. Xin chúc mừng. Tiếp theo, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chúc mừng, đó chính là Người đẹp biển, số báo danh 516, Nguyễn Khánh My. Và tiếp theo xin được chúc mừng người đẹp thể thao mang số báo danh 018, Văn Lê Hoàng An. Và tiếp theo danh hiệu người đẹp thời trang xin được chúc mừng số báo danh 228, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Xin chúc mừng người đẹp tài năng số báo danh 216, Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Và anh dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng người đẹp sẽ bước vào top 20 của chúng tôi, người đẹp du lịch mang số báo danh 104, Nguyễn Thị Phương Linh. Và bây giờ cho phép chúng tôi xin được công bố các thí sinh bước tiếp vào top 20. Xin được chúc mừng số báo danh 526, Nguyễn Trần Khánh Linh. Số báo danh 116, Nguyễn Phương Nhi. Và tiếp theo xin được chúc mừng số báo danh 556, Võ Thị Thương. Và tiếp theo đó là số báo danh 419, Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Số báo danh 426, xin chúc mừng Lê Trung Linh. Và tiếp theo xin được chúc mừng số báo danh 169, Phạm Thùy Trang. Xin chúc mừng số báo danh 005, Phạm Thị Hồng Thảo. Chúc mừng số báo danh 237, Vũ Thị Lan Anh. Và top 20 tiếp tục gọi tên số báo danh 392, Hồ Thị Yến Nhi. Và tiếp theo là số báo danh 535, Nguyễn Ánh Dương. Chỉ còn 3 vị trí nữa, xin được chúc mừng số báo danh 267, Bùi Khánh Linh. Và thực sự rất hồi hộp vì chúng ta chỉ còn 2 thí sinh nữa mà thôi. Và Thị Vân không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng chúc mừng số báo danh 548, Đặng Thị Kim Thoa. Và cuối cùng đó là số báo danh 068, Trần Thị Bé Quyên.